quả hàng rồi các bác nhá. Đây. Mồi tập sự ạ các bác nhá. Đấy. Mồi đang thay lông. Thấy chưa? Đây là cả một con máy. Vẫn còn. Con này đi đỏ phết. Ui giời, đít đẹp chưa? Đòn lư. Có phải chim năm ngoái không? Bóng đẹp phết đi. Ô pin yếu rồi. Vẫn quay được mà. Hàng đây các bác. Trực tiếp luôn nhá. Rồi. Đây. Bác nào cần thì liên hệ cho em nhá. Ôi.